Vũ mến chào các bạn. Thì hôm nay mình đi vô lòng hồ thì mình gặp một con pho 3000 đang cài đây nè các bạn. Đây là vừa khô, cũng chưa khô lắm nên nó là chạy vẫn còn chơi bánh nha các bạn. Ở đây là các bạn nhìn qua đứa cậu sát bên luôn nè ha, rất là gần luôn. Sáu chảo nha các bạn, vỏ thông số, vỏ dính sình bít hết rồi. Ở lòng hồ thì mấy cái con mùa hống dữ dằn lắm, nhiều dữ lắm. Thằng này có ống thục tra lực luôn nè. Đây là các bạn thấy hố không? Đó, trước rồi mình xem mấy cài, đó là một cái hố bơm hồi xưa thôi, chiến tranh đi lại đó. Đây nữa nè. Nhiều lắm, đây nữa nè. Bạn thấy không? Đất này là toàn hố không? Xa xa đằng kia kìa. 1 2 3 4 cái gì tùm lum chứ. Quá nhiều luôn. Rồi, tên né nước luôn. Hai hố cạn nữa kìa, thấy không? Quá trời. Rồi chạy lên các bạn. Có một cái hố phía trước. Lội qua luôn không? Yeah, tính nó lội qua luôn chứ. Chờ bắn. Đất này thấy cực quá trời. Trơn lắm. Ừ. Nó trơn, nó dẻ các bạn. Dẻ lắm. Dẻ khi mới gạch là chơi bánh rồi. Tâm trước mẹ lái nó không được luôn. Trôi đầu. Giống như bùng trên lớp mặt đó các bạn, bùng trên lớp mặt đó, nó trôi lắm. Rồi, hố nữa.
vẽ đó nên nó lên có lọn, có lọn, có lọn luôn. Chạy xuống đó mà đâu dám xuống đâu, xuống xong hồi nằm dưới này luôn. Chừng nào chồng? Hình nữa hả? Chừng nào? Qua thanh vô TV có không? Vô cái gì mà cạch? Thiện Vũ TV hả? Thiện Vũ TV. Lễ nó mới trồng các bạn, cho đất nó ra khô á. À, chắc trồng mì chứ không phải trồng hàng bông đâu.
Mình tính trồng mì hay trồng hàng bông? Mì. Mì hả? Thì xe này vô mùa có đi kéo không? Xe này xe đi kéo luôn các bạn. Chưa có cái hố nữa nè, hố bơm nữa nè, hố quá lớn luôn, mà né vô.